Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ, ngày 5 tháng 12 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Sau gần 5 ngày bị nạn trên biển, sáng 5 tháng 12, 11 ngư dân đi trên tàu cá số hiệu QNG90458TS đã được tàu cá của ông Tiêu Viết Lành, trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đưa về cảng Sa Kỳ, bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và chính quyền địa phương. Các ngư dân trên tàu bị nạn sức khỏe đều bình thường. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 30 tháng 11, trong lúc hành trình đến khu vực Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để hành nghề, tàu cá QNG90458TS đã bị sóng đánh phá nước và chìm. Các ngư dân bị nạn được hai tàu cá QNG90826TS và QNG90648TS của ông Tiêu Dương và Tiêu Viết Lành cùng trú ở huyện Bình Sơn đến cứu và đưa về bờ. Từ cửa hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng Ung Y Quy Lo Đồng Khởi, đến nay thương hiệu Nhật này đã có 22 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Số lượng cửa hàng bán lẻ của Ung Y Quy Lo tăng gần gấp 4 lần so với năm đầu tiên. Từ khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2019 đến nay, Ung Y Quy Lo đã vận hành 22 cửa hàng tại 4 tỉnh thành trên cả nước và một cửa hàng trực tuyến. Quá trình sản xuất các sản phẩm Ung Y Quy Lo của tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của Ung Y Quy Lo, đã gián tiếp tạo ra khoảng 240.000 việc làm cho lao động địa phương. Tại các cửa hàng, Ung Y Quy Lo đào tạo khoảng 1.000 nhân viên, trong đó hơn 70% cửa hàng trưởng là người Việt. Thưa quý thính giả, một nam sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cầm kéo đuổi đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích nặng. Sau đó, em này định nhảy lầu tự tử nhưng được thầy cô và bạn bè kịp thời ngăn lại. Thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ 35 phút, tại lớp 7.3 sau khi vừa học xong tiết 2 môn tiếng Anh, nam sinh NTGL bất ngờ cầm kéo đuổi theo nữ sinh DTNK, cùng học lớp 7.3. Khi đến cầu thang tầng trệt, nam sinh L đuổi kịp và đâm nữ sinh K, gây thương tích ở vùng lưng và đầu. Sau đó, em K được các thầy cô trong trường sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Về phía em L, sau khi gây thương tích cho bạn, do tinh thần hoảng loạn và sợ hãi, em này chạy lên lầu 4 với ý định nhảy lầu tự tử, tuy nhiên được các thầy cô và bạn bè kịp thời phát hiện và can ngăn. Tại bệnh viện Vũng Tàu, nữ sinh K cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng lưng, vai hai bên, tay, đầu vùng thái dương trái, khó thở, tức ngực. Nữ sinh này đang được gia đình làm thủ tục chuyển lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Theo các chuyên gia, duy trì 2G tốn rất nhiều chi phí cho các doanh nghiệp, trong khi lượng người dùng đã giảm rất nhiều. Việc sớm tắt sóng di động này được đánh giá sẽ giúp người dân hưởng lợi nhờ cuộc sống trở nên thuận tiện, đồng thời thúc đẩy cơ hội trải nghiệm những dịch vụ mới, công nghệ cao. Ngày 5 tháng 12, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ Thông tin Việt Nam ICT Press Club tổ chức tọa đàm tắt sóng 2G đưa người dân lên môi trường số. Việt Nam đã lựa chọn phương án tắt sóng 2G để thúc đẩy, thực hiện mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng đã phê duyệt là phổ cập mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh đến từng người dân Việt Nam. Tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 12, Công ty Giao thông Vận tải Nhà nước Thái Lan ra tuyên bố cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng, và 32 người khác bị thương khi một xe buýt 2 tầng khởi hành, từ thủ đô Bangkok khi đến địa phận tỉnh Prachuapi Khirikhang, ở miền nam bất ngờ đâm vào gốc cây bên đường. Cảnh sát Thái Lan cho biết vụ tai nạn xảy ra rạng sáng ngày 5 tháng 12, các hình ảnh thu thập được cho thấy phần đầu xe buýt bị gãy đuôi do va chạm mạnh. Công ty Vận tải Nhà nước Transport Company thông báo, tất cả những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Theo điều tra sơ bộ cho thấy tài xế xe buýt có thể đã ngủ gật khi lái xe. Người này hiện bị thương nặng. Thưa quý thính giả, nữ bí thư xây dựng chi bộ kiểu mẫu là câu chuyên gương người tốt việc tốt kỳ này muốn chia sẻ đến quý vị. Mời quý vị cùng nghe. Đảm nhận vai trò bí thư chi bộ trong 13 năm liền, trong đó có 12 năm kiêm nhiệm trưởng thôn, bà Đinh Thị Tiền, bí thư chi bộ thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhân huyện Hòa Vang luôn nỗ lực xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ thôn Phú Hòa 1 có 27 đảng viên, trong đó phần lớn là đảng viên cao tuổi. Toàn thôn có 450 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu,
Đa phần người dân sinh sống bằng nghề nông nên đời sống còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, công tác giảm nghèo luôn được chi bộ cùng ban nhân dân thôn, mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội đặc biệt quan tâm. Để giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, Bà Tiền phát động mô hình nuôi heo đất gây quỹ an sinh. Chỉ riêng trong năm 2023, toàn thôn nuôi 83 heo đất, nhiều hơn 31 heo đất so với năm trước. Nhờ làm tốt công tác vận động nên mô hình được hầu hết người dân tự nguyện tham gia. Toàn thôn có 17 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác giảm nghèo, năm nay có 4 hộ thoát nghèo. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, Bà Tiền thường xuyên vận động các mạnh thường quân kinh phí để chăm lo cho 7 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo và hàng chục học sinh khó khăn. Từ số tiền vận động, hàng năm bà trao hàng chục suất quà trị giá từ 350.000 đến 500.000 đồng cho các đối tượng này. Với phương châm miệng nói, tay làm, Bà Tiền đến từng nhà để vận động. Vì vậy quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ hội chữ thập đỏ đều đạt và vượt 100%. Sau khi hoàn thành các khoản thu, ban điều hành thôn sẽ thông báo kết quả đến tất cả mọi người dân được biết. Nhờ sự minh bạch, rõ ràng nên các chỉ tiêu được giao hàng năm đạt và vượt. Riêng quỹ vì người nghèo năm 2023, toàn thôn đã vận động hơn 20 triệu đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Ngoài ra bà còn thực nhiều phong trào phần việc ý nghĩa khác cho địa phương và cộng đồng. Với những đóng góp, Bà Tiền nhận được bằng khen của Đảng bộ thành phố đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2018 đến 2022, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển phong trào thi đua tại chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, và nhiều khen thưởng khác. Thưa quý thính giả, từ bản Lao Chải, đi thêm 3 km sẽ tới bản Tả Vang, nơi sinh sống của đồng bào Giấy và một số dân tộc ít người khác. Khách tham quan thường kết hợp du ngoạn Lao Chải Tả Vang trong 1 đến 2 ngày. Giữa không gian khoáng đạt, Tả Vang nằm trải dài trên thung lũng Mường Hoa, mang trong mình vẻ đẹp yên bình, hoang sơ của miền sơn cước. Thời điểm lý tưởng nhất để đến đây là mùa nước đổ từ tháng 4 đến tháng 6, và mùa lúa chín từ cuối tháng 8 đến tháng 9, du khách có thể ghé những quán cà phê, điểm cắm trại lưng chừng đồi hay giữa ruộng bậc thang để ngắm trọn mùa vàng Sapa ở Tả Vang. Một số địa chỉ tham khảo là Thuyền Mây, Sailing Coffee, Black và White ở Tả Vang. Dịch vụ homestay rất phát triển, cũng là bản có nhiều homestay cho thuê bậc nhất ở Sapa. Du khách có thể nghỉ lại qua đêm để được ngắm bình minh khi những tia nắng ló rạng, hay chiều hoàng hôn xem người dân bản thu hoạch, đốt rơm rạ. Quý vị vị nghe giới thiệu về bản Tả Vang trong một khám phá Việt Nam. Hy vọng thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho những hành trình du lịch sắp tới của quý vị. Thưa quý thính giả, một khám phá thế giới kỳ này mời quý vị cùng tìm hiểu về Searcy, Iceland, trước năm 1963, nơi đây không hề tồn tại. Thế nhưng sau đó, một ngọn núi lửa dưới nước ở quần đảo Edmund phun trào, và khi hoạt động lắng xuống diễn ra vào năm 1967, hòn đảo này đã hiện ra một cách thần kỳ. Searcy có diện tích 2,6 km vuông nhưng gió và nước đã làm xói mòn vật chất núi lửa đến hơn một nửa kích thước của nó. Với môi trường này, chính phủ Iceland đã quyết định bảo tồn đảo Searcy. Vậy nên, du khách chỉ có thể ngắm nhìn nó khi đi thuyền qua, chỉ có các nhà sinh vật biển, nhà địa chất, nhà thực vật học và các nhà khoa học khác mới được phép đặt chân lên hòn đảo để tiến hành nghiên cứu. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo, lúc 6 giờ sáng mai. Thân mến chào tạm biệt.